Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng gốm Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 10 km về phía đông nam. Làng gốm Bát Tràng đã tồn tại ở ven đô Thăng Long với tư cách một làng nghề khoảng hơn 500 năm nay. Tên Bát Tràng được hình thành từ thời Lê. Đó là sự hội nhập giữa năm dòng họ nổi tiếng của làng Bồ Bát thuộc Yên Mô Ninh Bình, thời Lê thuộc trấn Thanh Hóa. Năm dòng họ lớn gồm các họ Trần, Vương, Nguyễn, Lê, Phạm đã nhóm họp và đưa một số nghệ nhân, thợ gốm cùng gia đình con cháu rời làng di cư về phía kinh thành Thăng Long tìm đất lập nghiệp. Sản phẩm gốm Bát Tràng như lọ độc bình, song bình, bát vẽ chuồn, bát vẽ các tích cổ đã được các lái thương Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hà Lan, Pháp mua với số lượng lớn. Các nghệ nhân gốm Bát Tràng bằng bàn tay và khối óc tài hoa đã khiến cho đất và lửa hòa quyện để tạo nên nét đặc trưng nhất của gốm Bát Tràng là chất men ngọc. Những sản phẩm gốm của Bát Tràng ngày nay vẫn được tiếp nối và phát triển dựa trên nền tảng xa xưa đó. Cái nét văn hóa gốm mà nhiều người đã yêu mến cái gốm Bát Tràng thì nó được thể hiện là ở trên cuộc sống này, trên từng sản phẩm, trên từng nét vẽ, trên từng hoa văn, và điều đặc biệt đó là trên màu men, mang đậm đà cái bản sắc văn hóa của dòng đồng bằng sông Hồng của chúng tôi. Những nghệ nhân tài danh của Bát Tràng, mỗi người đều có những sở trường khác nhau. Có người chú ý nhiều về đường thẳng, tam giác, so le, cắt vát, làm sao cho nước men sáng màu, ít vẽ trang trí. Có người lại rất chú ý đến những loại men mới, kiểu tráng men hai lớp khác nhau trong một sản phẩm, hoặc cho ra những đồ gốm thô, gốm men chảy. Nghệ nhân nhân dân Trần Độ chọn cho mình một lối đi riêng, không hề đơn giản, tìm tòi phục chế những hình khối, màu men cổ. Đến nay, trong gia tài Trần Độ đã có được trên 70 bài men cổ. Riêng dòng men ngọc, ông có tới 12 công thức khác nhau, tạo ra 12 biến tấu của loại men này, rồi men lam, men rau, men đá, men chảy, men nâu, men đen. Men nâu là màu nâu trầm rất lạ, chưa thấy có ở Bát Tràng. Dùng những bài men đó, ông đã tái phục chế hàng trăm sản phẩm gốm cổ từ thời Lý, Trần, Lê như lư hương, chân đèn, bình, lọ, chum chóe, bát đĩa, được thể hiện qua các lớp men dạn, men chảy, các màu trắng, nâu, xanh ngọc mà vẫn giữ được những hoa văn cổ xưa, chất men giản dị và thanh thoát. Cái sắc màu nó khác nhau. Vì vậy tôi nghĩ thứ tưởng rằng là tất cả những cái gì tôi đổ tâm vào các cái màu sắc cũng như họa tiết hoa văn và các cái dáng dấp ấy đều là mang tính chất nó là hồn cốt những dáng dấp của Việt Nam. Nên để mà làm được cái việc đó cũng sau gần 50 năm tôi mới biết được rằng ngày xưa các cụ nói cục đất là cục vàng. Sau 50 năm tôi đã tìm ra đáp số. Tôi cũng như là các bạn đồng nghiệp của tôi, mỗi người mong muốn có một cái phòng trưng bày. Và tôi cũng sẽ đóng góp cho Bát Tràng, cho quê hương một cái phòng trưng bày mang dòng gốm Trần Độ. Nghệ nhân nhân dân Trần Độ là một trong 9 người được thủ đô Hà Nội phong tặng là gương mặt công dân thủ đô ưu tú năm 2016. Nghệ nhân Trần Độ sinh năm 1957 là thế hệ thứ 18 của dòng họ Trần làm gốm ở Bát Tràng. Ngay tuổi lên 10, sản phẩm đầu tay của ông đã làm hài lòng nhiều thợ cả. Ban đầu, Trần Độ làm gốm đồ dùng, nhưng dần dần, người con của làng gốm Bát Tràng nhận ra mình mê gốm trưng bày. Từ đó ông đã mày mò, tìm công thức men cổ. Nhiều loại men phải mất gần 20 năm, ông mới tìm ra bí quyết. Khi còn nhỏ, tôi cũng đã được học và nghe các cái cụ cao tuổi trong làng nói chuyện về gốm Bát Tràng. Sau này thì tôi cũng tìm hiểu qua các cái chuyên gia của các bảo tàng, rồi các cái được xem các cái bộ sưu tập gốm, và từ đấy tôi thấy đấy là cái nảy ra một cái ý tưởng mình đi tìm con đường riêng, và mình phải học hỏi, phải
trau dồi những cái kiến thức đó để mà bám sát những cái đó thì mình làm những cái sản phẩm mang tính chất mang dòng gốm Lý Trần. Trần Độ là tác giả của 80 món quà tặng gồm những sản phẩm phục cổ, già cổ, trong đó có một chiếc bình cổ, triều mạc mà Văn phòng Chính phủ đặt làm quà lưu niệm cho các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị cấp cao ASEM 5 tổ chức tại Hà Nội tháng 10 năm 2004. Một năm sau đó, ông là người duy nhất được chọn thực hiện lô hàng đặc biệt gồm 219 món đồ gốm với gần 10 loại sản phẩm phục chế theo nguyên mẫu còn lưu giữ trong sách cổ và mẫu lưu tại Bảo tàng Nghệ thuật, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Đến với không gian gốm của nghệ nhân nhân dân Trần Độ thì chắc chắn là các bạn sẽ nhìn thấy không gian gốm sứ Trần Độ hồi cố và thể nghiệm. Thì một trong những cái đặc điểm nổi bật của gốm sứ Trần Độ là cái sự thể hiện những cái đường nét họa tiết hoa văn gốm Trần, nâu Trần. Tất cả những họa tiết đưa vào đều là dựa trên những cái tư liệu của các viện bảo tàng, cho nên là bạn sẽ thấy phảng phất trong gốm sứ Trần Độ là một cái nét gì đó nó rất là cổ kính, nó là một cái gì đó phục cổ đó. Và bạn sẽ thấy rằng nghệ nhân Trần Độ đã thể hiện rất thành công, rất rõ nét của gốm sứ hoa nâu một thời. Với Trần Độ, men không chỉ được tạo từ những ngày tháng lao động miệt mài, mà có những bài men được chất ra từ máu và nước mắt. Nó được chắp nối từ những ý tưởng chập chờn trong lúc tỉnh lúc mơ, như một thứ sắc màu của ảo ảnh phải nhìn bằng con mắt của cõi tâm mới thấy hết được những cao siêu thoát tục của nó. Và trong ngôn ngữ men của Trần Độ, điều mà nhiều người cảm nhận được là màu sắc của Phật giáo. Đó là một thứ ngôn ngữ trần tục đấy mà thoát tục đấy, một nét Á Đông đậm chất văn hóa Việt trong từng nước men được sáng tạo và nâng niu dưới bàn tay đầy tài hoa của nghệ nhân nhân dân Trần Độ. Ở làng gốm Bát Tràng có nhiều nghệ nhân giỏi nghề, mỗi người chọn cho mình một hướng đi. Tuy nhiên, ít ai hoài cổ, coi trọng những giá trị tâm linh và truyền thống như nghệ nhân nhân dân Trần Độ. Với ông, phục chế những hình khối, màu men cổ đã trở thành niềm đam mê từ trong tiềm thức. Ông luôn khao khát cống hiến, mang lại những giá trị tinh thần vô giá cho Hà Nội và lưu giữ hồn dân tộc trong những sản phẩm gốm sứ mang thương hiệu Bát Tràng.